đã đặt ra trước đúng không? Và hoàn thành đầy đủ các cái tài liệu trong mỗi cái giai đoạn của mô hình thác nước đúng không? Trong cái mô hình này thì chúng ta yêu cầu của khách hàng cần phải rõ ràng từ đầu. Sang mô hình chữ V thì đây là một biến thể của mô hình thác nước. Trong đó chúng ta thực hiện các hoạt động kiểm thử song song với các cái hoạt động phát triển. Và đây cũng là mô hình hướng theo cái phương pháp hướng tài liệu, mô hình hướng tài liệu thứ hai đúng không? Và do nó giống mô hình thác nước cho nên là chúng ta yêu cầu để áp dụng mô hình chữ V này thì chúng ta cần phải có yêu cầu khách hàng rõ ràng từ đầu. Trong mô hình này thì chúng ta cũng không bắt buộc phải tương tác thường xuyên với khách hàng trong quá trình chúng ta phát triển. Mô hình tái sử dụng là mô hình hướng tài liệu thứ ba chúng ta tìm hiểu này. Trong mô hình này thì cũng tương tự khi mà đánh giá trên các tiêu chí về yêu cầu rõ ràng và tương tác với khách hàng thì ta cũng giống với hai mô hình phía trên, tức là chúng ta yêu cầu khách hàng cần rõ ràng từ đầu và không bắt buộc phải tương tác thường xuyên với khách hàng. Mô hình phát triển tiến hóa là một cái mô hình phát triển lập quy trình. Trong đó chúng ta thực hiện nhiều cái vòng lập quy trình cho đến khi mà khách hàng họ không còn cái yêu cầu thay đổi. Thế thì để áp dụng mô hình này chúng ta không cần cái yêu cầu rõ ràng từ đầu, đúng không? Một cái đặc điểm của mô hình này là chúng ta không biết trước được là chúng ta sẽ lập cái quy trình, cái số phiên bản, số lần lập quy trình là bao nhiêu, đúng không? Cũng như là số cái phiên bản trung gian chúng ta cần tạo ra là bao nhiêu. Mô hình phân phối gia tăng thì là mô hình cũng theo cái cách lập quy trình. Chúng ta chia thành các cái gia số đúng không nhỉ? Trong mô hình này thì chúng ta cần phải có yêu cầu của khách hàng rõ ràng. Chúng ta tương tác thường xuyên với khách hàng đúng không? Và khác với mô hình tiến hóa phía trên thì chúng ta biết trước được là chúng ta sẽ lập bao nhiêu lần quy trình, bao nhiêu cái gia số chúng ta biết trước được. Mô hình tiếp theo, mô hình xoắn ốc thì là mô hình lập quy trình thứ ba chúng ta tìm hiểu này. Với mô hình này thì chúng ta không cần yêu cầu của khách hàng rõ ràng từ đầu. Và một cái đặc điểm, một cái đặc trưng của cái mô hình này đó là chúng ta luôn thực hiện việc đánh giá rủi ro ở đầu mỗi lần lập, đúng không? Mô hình câu cuối cùng liên quan đến mô hình TDD thì TDD chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng lặp lại các cái quy trình. Quy trình thì thông thường nó sẽ gồm 3 bước, đó là viết kiểm thử, viết ca kiểm thử trước này, viết mã nguồn để pass qua cái ca kiểm thử đó này, tối ưu mã này, sau đó lại lặp lại. Đó thì mô hình này chúng ta sẽ thực hiện các cái khác với cách tiếp cận truyền thống là chúng ta sẽ test trước, sau đó chúng ta mới viết mã nguồn cho một tính năng mới. Đúng không? Thì đó là đáp án của cái bài kiểm tra hôm nay. Bây giờ tôi vào cái bài bài số 2 đúng không? Chúng ta đã kết thúc cái bài 1 về tổng quan về phần mềm và công nghệ phần mềm, cũng như chúng ta tìm hiểu một số các cái định nghĩa liên quan đến môn học. Chúng ta tìm hiểu về các cái kỹ thuật để giúp chúng ta lập kế hoạch quản trị rủi ro đúng không? Cũng như là khảo sát một số cái
cái mô hình quy trình khác nhau, nhìn các chuyển phần mềm khác nhau đúng không? Sang bài số 2 thì chúng ta từ bài số 2 đến bài số 4 đúng không ạ? Từ bài số 2 đến bài số 4 là chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái hoạt động lõi trong quá trình chúng ta trong một cái vòng đời phát triển phần mềm đúng không? Và chúng ta tìm hiểu ba cái hoạt động đặt ra yêu cầu thiết kế và đảm bảo chất lượng. Trong đó kiểm thử làm một cái hoạt động con trong cái hoạt động đảm bảo chất lượng đúng không? Thì chúng ta không đề cập đến chúng ta không có một cái bài riêng để đề cập đến đến giai đoạn lập trình đúng không? Thì chúng ta đã có những cái môn học khác đúng không? Liên quan đến giai đoạn lập trình. Đó. Với bài số 2 này thì đây là giai đoạn đặt tại yêu cầu. Thì chúng ta nhìn lại vòng đời phát triển phần mềm đúng không? Chúng ta trong thông qua cái vòng đời này chúng ta sẽ chuyển từ cái yêu cầu cái bài toán mà khách hàng đặt ra đúng không ạ, cho đến khi chúng ta ra được cái chương trình máy tính đúng không, và phù hợp với cái bài toán đó, thì chúng ta để đi từ bài toán cho đến cái lời giải cho đến cái chương trình máy tính đó, thì chúng ta thông thường chúng ta sẽ tiến hành các cái hoạt động thứ nhất đó là đặt tại yêu cầu. Động thứ hai là thiết kế, hoạt động thứ ba là lập trình và hoạt động thứ tư là kiểm thử. Đó, thì phạm vi của cái bài số 2 này nó sẽ nằm trong cái ô màu cái hình chữ nhật màu đỏ đây, quanh ở đây. Tiếng Anh cái thuật ngữ tiếng Anh của cái yêu cầu tức là requirement đúng không? Thì mục tiêu của bài này đó là chúng ta nhận diện ra được các cái yêu cầu của phần mềm cũng như là chúng ta đặc tả chi tiết đúng không? Đặc tả chi tiết một cách chi tiết các cái yêu cầu này. Và chúng ta sẽ viết ra được một cái đầu ra của cái giai đoạn này, nó sẽ là một cái tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu SRS, nó viết tắt là SRS. Viết tắt của cụm từ là Software Requirement Specification, đúng không? Đặc tả yêu cầu phần mềm. Còn tùy thuộc vào các cái mô hình quy trình phần mềm khác nhau thì chúng ta có thể tiến hành lặp lại cái vòng đời này nhiều lần đúng không? Ví dụ mô hình Scrum chẳng hạn, chúng ta có thể lặp lại cái quy trình này theo nhiều cái vòng phát triển, theo nhiều cái sprint đúng không? Hoặc là mô hình phân phối gia tăng, mô hình tiến hóa, đấy là những cái mô hình lặp quy trình chúng ta có thể trong quá trình phát triển chúng ta có thể lặp lại nhiều cái vòng đời này đúng không? Thì chúng ta biết là khi chúng ta làm phần mềm ấy, đúng không? Thì chúng ta có nhiều bên liên quan đúng không? Nhiều bên liên quan. Chúng ta có khách hàng. Khách hàng là những người mà đưa ra yêu cầu của bài toán đúng không? Đưa ra cái bài toán ấy. Chúng ta có quản lý dự án đúng không? Chúng ta có nhóm phát triển. Chúng ta có lập trình, trong đó thì chi tiết hơn chúng ta có lập trình viên, kiểm thử viên, phân tích viên đúng không? Nhân viên bảo trì, cái người viên bảo trì đúng không? Đó. Và một số các cái vai trò khác nữa như là cái người viết tài liệu kỹ thuật đúng không? Nhân viên hoặc là những cái bên liên quan đến bán hàng đúng không? Marketing đúng không? Như vậy là có rất nhiều cái bên liên quan và do chúng ta có nhiều bên liên quan với những cái nền tảng. Cái hiểu biết về công nghệ thông tin khác nhau đúng không? Cho nên là người ta sẽ hiểu nhìn cái bài toán ấy, nhìn cái dự án của chúng ta, nhìn cái phần mềm của chúng ta dưới những
giữa những góc nhìn khác nhau, có thể nhìn dưới những góc nhìn khác nhau. Và điều này thì là cực kỳ nguy hiểm, đúng không? Khi mà một nhóm chúng ta làm với các bên liên quan mà lại nhìn phần mềm, hiểu phần mềm theo 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 các cách khác nhau, thì chúng ta sẽ dự án không thể thành công được, đúng không? Khách hàng yêu cầu một 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 đằng thì chúng ta nhóm phát triển đưa ra một cái sản phẩm, đưa ra một cái chương trình khác, đúng không? Thì lúc đó là sẽ không thể nghiệm thu được, đúng không? Dự án không thể thành công được, đúng không? Đây là một trong những nguyên nhân cực kỳ lớn, đúng không? Nguyên nhân chính dẫn đến dự án thất bại, đúng không? Đó, thế thì nhiệm vụ của cái giai đoạn này, giai đoạn đặc tả yêu cầu này, đó là chúng ta làm sao chúng ta khiến cho tất cả các bên liên quan phải nhìn dự án, nhìn cái phần mềm theo cùng một cách, hiểu giống nhau. Đó, đấy là mục đích cuối cùng, mục đích cao nhất của cái giai đoạn đặc tả yêu cầu. Đó, thế thì làm sao chúng ta làm được điều đó, đúng không? Làm sao chúng ta làm được điều đó thì nội dung của bài số 2 thì chúng ta sẽ thảo luận một số cái kỹ thuật, đúng không? Số kỹ thuật để chúng ta đảm bảo được là chúng ta thống nhất được cách hiểu cho các bên liên quan, đúng không? Đó. Chi tiết về cái nội dung của bài số 2 này, chúng ta có hai cái mục chính, đúng không? Mục đầu tiên là tổng quan về yêu cầu phần mềm, chúng ta sẽ định nghĩa yêu cầu phần mềm. Chúng ta sẽ có một số cái phân loại cái yêu cầu phần mềm. Cái thứ hai đó là mục lớn, thứ hai đó là cái quy trình kỹ thuật tạo yêu cầu. Chúng ta biết là nếu mà chúng ta làm bất kỳ một cái việc gì đó, đúng không? Chúng ta đi theo một cái quy trình đã được chuẩn hóa, tức là đã được chứng minh tính hiệu quả, thì cái kết quả nó sẽ cao hơn, đúng không ạ? Giảm thiểu các rủi ro, đúng không? Đó thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một cái quy trình kỹ thuật cho phép chúng ta, cho phép cái nhóm phát triển đó có thể thực hiện, có thể triển khai các bước trong cái quy trình này để viết ra được cái tài liệu đặc tả yêu cầu. Đấy là hai cái nội dung chính của bài này. Để chúng ta đi vào chi tiết này. Phần 1 là tổng quan về yêu cầu phần mềm. Thì tôi nhắc lại giai đoạn đặc tả yêu cầu phần mềm là một cái giai đoạn kỹ thuật đầu tiên, trong cái một cái quy trình phát triển phần mềm, trong một vòng đời phát triển phần mềm. Đó. Còn chúng ta có thể làm giai đoạn này một lần hoặc là nhiều lần, thì tùy vào cái mô hình phát triển phần mềm mà chúng ta áp dụng đó, đúng không? Như mô hình Scrum thì chúng ta sẽ làm giai đoạn này tại mỗi vòng phát triển, tại mỗi sprint, đúng không? Các bạn có bao nhiêu sprint thì chúng ta sẽ làm giai đoạn này bấy nhiêu lần, đúng không? Trong giai đoạn này thì bắt buộc chúng ta phải đi phát triển và khách hàng phải phối hợp thực hiện, đúng không? Đó, như hôm trước chúng ta làm cái các nhóm làm xây dựng product backlog đó, thì nhóm các bạn đó, cùng với tôi đóng vai trò product owner như sẽ thống nhất thảo luận các cái user story trong cái bản product backlog của các bạn, đúng không? Sau đó thì từ cái đó thì các bạn mới làm các cái hoạt động tiếp theo, đúng không? Thì chúng ta làm việc với khách hàng, và không phải khách hàng nào họ cũng có các cái nền tảng công nghệ thông tin khác nhau và giống nhau, đúng không? Cho nên là chúng ta cần phải có những cái kỹ thuật, có những cái giải thích cách thức làm việc phù hợp, đúng không? Đó, ví dụ các bạn nói chuyện với một khách hàng về quản lý thư viện chẳng hạn, đó, thì không thể chúng ta dùng những cái thuật ngữ liên quan đến công nghệ thông tin nhỉ? Ví dụ như là ngôn ngữ lập trình Java, C Sharp, PHP cũng như cơ sở dữ liệu, những cái thuật ngữ đấy thì người ta không hiểu được, đúng không? Người ta không hiểu được, người ta không được đào tạo để người ta hiểu những thuật ngữ đấy, đúng không? Và do đó chúng ta phải có những cái kỹ năng, có những cái kỹ thuật để chúng ta có thể làm việc được với khách hàng. Mục đích của chúng ta trong cái giai đoạn này là chúng ta phải hiểu xem là khách hàng họ muốn gì, đúng không? Và thương lượng với họ để cân bằng giữa cái mong muốn của họ với cái khả năng của chúng ta, đúng không nhỉ? Đó, ví dụ có những cái mà tính năng mà người ta
muốn nó khó quá đúng không? Nó vượt quá khả năng của chúng ta thì chúng ta phải thương lượng đúng không? Để làm sao giữa khách hàng và bên phát triển để đồng ý là về một số tập các cái chức năng chúng ta sẽ phát triển đúng không? Tại vì sau này các bạn đi làm, nếu các bạn làm, những bạn nào làm với khách hàng thì chúng ta phải cần có những cái kỹ năng nhất định đúng không? Mà nhiều khi nó không liên quan đến kỹ thuật đúng không? Tiếp theo thì mục đích của giai đoạn này đó là chúng ta cần tìm hiểu chúng ta cần làm gì. Đó. Trước khi chúng ta làm thì chúng ta cần phải hiểu xem chúng ta làm cái gì đúng không? Thì cái này cũng là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta hiểu sai, hiểu không không đúng, hiểu không đầy đủ thì chúng ta sẽ làm sai này, làm không đầy đủ này, đúng không? Làm sai là nguy hiểm nhất đúng không? Làm không đầy đủ thì chúng ta sau này chúng ta sẽ mất cái chi phí, mất nhiều cái chi phí để chúng ta sửa sai đúng không? Ví dụ các bạn đang đang phát triển rồi mà khách hàng họ lại yêu cầu thêm một tính năng mới đúng không? Họ lại nói rằng là cái tính năng này nó không phù hợp đó, thì chúng ta lại phải quay lại các cái bước ở phía trước để chúng ta làm, nó mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc đúng không? Cũng giống như các bạn đi thi đấy, các bạn đi thi đấy mà các bạn sau khi các bạn có đề thi mà các bạn không đọc, chúng ta không đọc kỹ đề thi đúng không? Thì chúng ta đọc đề thi qua loa, chúng ta hiểu sai đề thi đúng không? Thì chúng ta làm sai đúng không? Đó, mặc dù là cái đáp án của bạn nó hay, nó tốt, nhưng mà nó là cái đáp án cho cái cho nó là cái lời giải cho cái bài toán sai, cho cái đề bài của chúng ta hiểu sai đúng không? Thì nó không có ích gì cả đúng không? Do đó thì chúng ta làm kỹ nó, chúng ta tôi nhấn mạnh lại là chúng ta làm kỹ cái bước này để giảm thiểu cái chi phí ở bước sau, cho cái chi phí sửa sai ở các bước sau. Đó thì đây là cái sơ đồ, cái sơ đồ chung của cái đoạn này đúng không? Chúng ta xuất phát từ cái bài toán này, cái miêu tả ý tưởng của khách hàng này, hoặc là của chính chúng ta làm dự án cho chính chúng ta là khách hàng của chính chúng ta đúng không? Và chúng ta đưa ra được cái tài liệu đặc tả yêu cầu. Đó, cái tài liệu này thì nó là một cái tài liệu mà trong đó là chúng ta miêu tả chi tiết các cái yêu cầu của phần mềm. Và tất cả các bên liên quan đọc cái tài liệu này nó sẽ phải hiểu theo các cùng một cách giống nhau. Đó, chúng ta loại bỏ được cái cách hiểu, các cách hiểu khác nhau giữa các bên liên quan. Đó. Đó thì chính vì cái đặc điểm đó thì cái tài liệu đặc tả yêu cầu này nó sẽ được sử dụng với nhiều cái mục đích, ví dụ như được sử dụng là cơ sở để ký kết hợp đồng này, đúng không? Sau này thì căn cứ vào cái hợp đồng này để chúng ta đánh giá xem là dự án đã hoàn thành hay trong hay chưa, đúng không? Đó, ví dụ như là khi tôi sau này tôi chấm bài của các bạn, tôi cứ căn cứ vào cái product backlog tôi xem là tính năng này các bạn đã hoàn thành được hay chưa. Còn thực tế thì khách hàng họ sẽ căn cứ vào đây để họ kiểm tra xem là các cái yêu cầu của họ đã được thể hiện đầy đủ hay chưa, còn thiếu yêu cầu nào hay không, sai cái còn yêu cầu nào sai hay không. Sau này thì họ sẽ dựa vào cái tài liệu đặc tả này để đánh giá nghiệm thu dự án nữa. Đó, các bạn làm đề tài cũng thế, các bạn sau này các bạn làm, giả sử các bạn làm đề tài nghiên cứu khoa học chẳng hạn, trước khi làm chỉ có một cái bản thuyết minh đề tài, trong đó chúng ta nêu ra những cái kết quả dự kiến đúng không? Sau này mình có, người ta sau khi kết thúc cái đề tài mà kết quả nó không đạt như là cái thuyết minh ban đầu ấy, thì tức là đề tài không được nghiệm thu đúng không? Đó, thế thì chúng ta có nha, một số cái kỹ thuật ở trong này, chúng ta hiểu vấn đề, hiểu bài toán này, hiểu vấn đề chi tiết hóa biểu diễn lại đúng để chúng ta ra được cái tài liệu đặc tả này. Thì tài liệu đặc tả này cũng được, ngoài cái việc là sử dụng là cơ sở để ký kết hợp đồng thì nó cũng được sử dụng để cho các cái giai đoạn tiếp theo đúng không? Cho cái giai đoạn thiết kế này, cho giai đoạn lập trình,
cho giai đoạn kiểm thử, cho giai đoạn bảo trì, cho nhiều cái hoạt động phía sau. Đó. Nên là chúng ta làm kỹ giai đoạn này, chúng ta làm sai chúng ta sẽ chi phí để sửa vào cái bước này nó và nó sẽ thấp hơn là sau này chúng ta tiến hành các cái pha sau rồi, các hoạt động sau rồi mà chúng ta mới phát hiện ra là sai, đúng không? Tài liệu đặc tả yêu cầu đúng không, được sử dụng cho nhiều cái mục đích đó, với nhiều cái vai trò, với cho nhiều các bên liên quan. Đó, ví dụ tôi có thể liệt kê ra đây thì chúng ta thấy là một số các cái vai trò điển hình sẽ sử dụng cái tài liệu đặc tả yêu cầu này, ví dụ cho khách hàng này, đúng không? Họ sẽ đọc cái tài liệu này hoặc kiểm tra xem là đã các yêu cầu của họ đã được thể hiện đầy đủ trong cái tài liệu này hay chưa, đúng không nhỉ? Họ và sau này họ sẽ dùng để kiểm tra, sẽ đánh giá cái chương trình máy tính, đúng không? Nhà quản lý này sử dụng cái tài liệu này để lập kế hoạch này, đúng không? Để kêu gọi vốn này, vân vân, đúng không? Kỹ sư, lập trình viên đúng không nhỉ? Thiết kế viên thì sử dụng cái tài liệu này để đưa ra các bản thiết kế này phù hợp này, để lập trình, đúng không? Và để lập trình cho nó phù hợp, đúng không? Kiểm thử viên, đúng không? Thì sử dụng cái tài liệu đặc tả này để thiết kế cho các ca kiểm thử, đúng không? Đó thì ngay từ ban đầu ấy, khi mà đã có cái tài liệu đặc tả này thì mà chưa có chương trình máy tính thì kiểm thử viên vẫn có thể sử dụng cái tài liệu đặc tả này để thiết kế ra các cái ca kiểm thử. Đó, chuẩn bị các cái dữ liệu kiểm thử. Sau này thì khi mà đã có chương trình máy tính rồi thì lúc đó chúng ta mới chạy các cái ca kiểm thử này trên cái chương trình máy tính đó, để có được cái báo cáo, đúng không? Một cái vai trò nữa là chúng ta nhân viên bảo trì, nhà kỹ thuật viên bảo trì thì chúng ta sử dụng cái tài liệu đặc tả này để hiểu hệ thống đúng không nhỉ, hiểu các cái để thực hiện cái việc bảo trì, đúng không? Bây giờ chúng ta đã hiểu được mục đích, đúng không, và cái tầm quan trọng của cái tài liệu đặc tả yêu cầu. Quay trở lại câu hỏi cơ bản đó là cái yêu cầu của phần mềm là gì, đúng không? Thế nào là yêu cầu phần mềm? Đó. Ở đây thì tôi có một cái định nghĩa về cái yêu cầu của phần mềm, requirement. Chúng ta định nghĩa yêu cầu phần mềm nó sẽ là bất kỳ cái phát biểu nào, bất kỳ cái phát biểu nào dưới bất kỳ cái hình thức nào, từ ngôn ngữ tự nhiên, dùng các cái bảng biểu, dùng các cái sơ đồ, hay thậm chí là các cái ngôn công thức toán học. Đó. Để đề cập đến các cái dịch vụ, các cái chức năng hay là các cái ràng buộc của phần mềm mà có thể kiểm chứng được thì chúng ta đều gọi là yêu cầu của phần mềm. Đó, như vậy tôi nhắc lại nhé, bất kỳ cái phát biểu nào dưới bất kỳ cái hình thức thể hiện nào về các cái chức năng, các cái ràng buộc của hệ thống của phần mềm, chúng ta đều gọi là yêu cầu phần mềm, và nó lưu ý là nó có thể kiểm chứng được. Đó. Đó, đấy là định nghĩa về yêu cầu phần mềm. Đó, thì với cái định nghĩa đó thì yêu cầu phần mềm nó trải rộng, nó trải cái miền của nó khá là rộng, đúng không? Đó, nó có thể là những phát biểu ở mức cao, dùng ngôn ngữ tự nhiên. Đó, ví dụ như là sinh viên tôi muốn cái hệ thống này cho phép thay đổi thông tin tài khoản, đúng không? Vân vân đó. Đấy là những cái phát biểu mức cao, chúng ta dùng ngôn ngữ tự nhiên để chúng ta nói về một cái dịch vụ hoặc là một cái ràng buộc của phần mềm. Hoặc là và thậm chí chúng ta có thể dùng những cái công thức toán học, đúng không? Để chúng ta tính toán về cái hiệu năng, đúng không? Về cái khả năng phản hồi, về cái thông lượng của hệ thống, đúng không? Như vậy là nó cái miền thể hiện của cái yêu cầu phần mềm nó rất là rộng, đúng không ạ?
Đó, đó là định nghĩa về yêu cầu phần mềm. Thế nào là yêu cầu phần mềm? Bây giờ chúng ta tìm hiểu một số cái phân nghĩa về yêu cầu phần mềm. Thì với cái định nghĩa đó thì chúng ta có một số cái phân loại yêu cầu. Đó, ở đây thì tôi giới thiệu chúng ta có hai cách phân loại. Đó, dựa trên hai cái tiêu chí khác nhau, chúng ta có hai cách phân loại phần mềm. Cách một là chúng ta dựa trên cái mức độ trừu tượng của cái phát biểu. Phát biểu về yêu cầu. Thì chúng ta có thể chia yêu cầu phần mềm làm hai kiểu, hai loại. Đó là chúng ta gọi là yêu cầu người dùng. Và cách thứ hai là chúng ta gọi là yêu cầu hệ thống. Đó. Thì hai cái kiểu yêu cầu này nó khác nhau về cái mức độ trừu tượng của cái câu phát biểu. Yêu cầu người dùng là những phát biểu về yêu cầu phần mềm, trong đó chúng ta dùng những cái thể hiện dùng ngôn ngữ tự nhiên đó, để phát biểu. Đó, để miêu tả về yêu cầu của phần mềm. Đó. Ngôn ngữ tự nhiên thì chúng ta có thể tất cả các bên liên quan đều có thể hiểu được, đó, đều có thể đọc và hiểu được. Ví dụ như hôm trước là chúng ta viết các user story đó, đúng không? Các cái câu chuyện người dùng của các bạn ấy, các bạn viết dưới dạng là ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, đúng không? Thì đó là cái về bản chất đó là các user story đó, các câu chuyện người dùng đó, chúng ta đó là các yêu cầu người dùng. Tức là hiểu một cách nôm na, tức là những yêu cầu phần mềm được dùng được được viết cho những người dùng phổ thông, cho những người dùng được viết bởi khách hàng. Thế thì chúng ta cần phải có một cách diễn đạt đơn giản. Còn nếu chúng ta sử dụng những cái cách thức biểu diễn mà có cấu trúc này, chính xác này, chi tiết này, đó, thì chúng ta gọi là yêu cầu hệ thống, đúng không? Đó, ví dụ chúng ta dùng các cái bảng, đó, ví dụ như là biểu đồ use case, biểu đồ ca sử dụng, các cái biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động, đúng không? Đó, thì đấy là chúng ta đang dùng một số các cái kiến thức chuyên môn để chúng ta thể hiện cái yêu cầu phần mềm. Thì những cái biểu đồ đó thì không phải là ai có thể hiểu được, đúng không? Và chúng ta cần phải có một số cái cần phải có cái kiến thức thì chúng ta nhất định thì chúng ta mới hiểu được. Và tuy nhiên thì mỗi cái kiểu hai cái kiểu yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống thì nó đều có cái ưu nhược điểm riêng, lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Cách phân loại thứ hai, chúng ta không dựa trên mức độ biểu diễn đó của cái phát biểu, yêu cầu của phần mềm, mà chúng ta sẽ dựa trên cái việc là cái phát biểu đó nó thể hiện, nó đề cập đến chức năng hay là các cái ràng buộc. Nếu cái phát biểu đó nó đề cập đến chức năng thì chúng ta gọi là yêu cầu chức năng. Đó. Các cái câu chuyện người dùng, user story trong cái product backlog của các nhóm ấy, thì nó đều là yêu cầu chức năng. Nó sẽ đề cập đến các cái chức năng của hệ thống, đúng không? Ví dụ là sinh viên tôi muốn đăng nhập vào tài khoản để thực hiện thi trực tuyến, đúng không? Đó. Các user story của chúng ta đều là yêu cầu chức năng, đúng không? Còn nếu những phát biểu của chúng ta nó đề cập đến các cái yếu tố không phải chức năng mà là những cái ràng buộc thì chúng ta gọi là yêu cầu phi chức năng. Đó, ví dụ tôi muốn cái phần mềm thi trực tuyến này có thể đáp ứng được 1.000 người dùng tại một thời điểm. Thì lúc này nó không đề cập đến các chức năng, đúng không? Mà nó đề cập đến cái ràng buộc về cái số lượng người dùng trong một thời điểm có thể đáp ứng được. Đúng không? Thì lúc đó chúng ta cái phát biểu như vậy chúng ta gọi là yêu cầu phi chức năng. Thì ở đây chúng ta có hai cách phân loại, đúng không? Hai cách phân loại dựa theo hai cái tiêu chí khác nhau. Thì chúng ta lưu ý là yêu cầu người dùng có thể là yêu cầu chức năng hoặc là yêu cầu phi chức năng, đúng không? Yêu cầu hệ thống cũng có thể đề cập đến yếu tố chức năng hoặc là phi chức năng, đúng không? Và ngược lại thì yêu cầu chức năng
cũng có thể là viết dưới dạng biểu diễn chiều, biểu diễn mức độ biểu diễn cao thì chúng ta yêu cầu chức năng có thể là yêu cầu người dùng hoặc là yêu cầu hệ thống ở mức độ chi tiết. Yêu cầu phi chức năng cũng có thể là yêu cầu người dùng hoặc yêu cầu hệ thống, đúng không ạ? Thì hai cái cách phân loại này nó dựa trên hai tiêu chí khác nhau, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đi chi tiết vào bốn cái kiểu yêu cầu này. Cách phân loại thứ nhất, theo cách phân loại thứ nhất chúng ta phân yêu cầu phần mềm thành yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống, đúng không ạ? Đây là hai cái tên gọi của hai cái kiểu yêu cầu thôi, đúng không? Thì yêu cầu người dùng là những cái phát biểu, là những cái làm tài liệu về những cái phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đó, chúng ta ở đây người ta nhấn mạnh là bằng ngôn ngữ tự nhiên. Có thể kết hợp thêm một số cái biểu đồ về những cái dịch vụ, những cái chức năng hoặc là những cái yếu tố phi chức năng của hệ thống, của phần mềm. Thì ưu điểm ở đây là gì? Khi cho chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ tự nhiên thì ưu điểm nó là cái tính đơn giản, dễ hiểu. Ai đọc những cái phát biểu đó cũng đều có thể hiểu. Đều hiểu ý nghĩa, đúng không? Nhược điểm ở đây là gì? Nhược điểm ở đây đó là cái tính đa nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên, nó sẽ khiến cho là cái các cái phát biểu đó có thể được hiểu theo những cách khác nhau. Đó, cùng một cái khác câu phát biểu, khách hàng đọc có thể hiểu một cách khác nhau, nhưng có thể hiểu một cách và nhóm phát triển đọc có thể hiểu theo một cách khác nhau, theo một cách khác, đúng không? Thì để loại bỏ cái điều này thì người ta đưa ra cái cách kiểu yêu cầu thứ hai, đó là yêu cầu hệ thống, đúng không? Yêu cầu hệ thống thì để giảm được cái tính đa nghĩa đó, thì chúng ta sẽ loại bỏ cái tính đa nghĩa, thì chúng ta sẽ có thể hiện một cách những cái phát biểu một cách theo một cách có cấu trúc, những cái miêu tả chi tiết chính xác về những cái chức năng hoặc là những cái phi chức năng, yếu tố phi chức năng của hệ thống. Thế thì để có thể thể hiện được những cái miêu tả một cách chính xác và chi tiết này thì chúng ta cần phải có một số các cái kỹ thuật chuyên biệt, đúng không? Như những cái biểu đồ, những cái bảng biểu, đúng không? Những cái hình vẽ đó. Đó thì chính vì cái tính chuyên biệt đó cho nên là nó sẽ hạn chế cái đối tượng sử dụng, đúng không? Đó, có thể khách hàng họ không hiểu được những cái biểu đồ đó, đúng không? Cho nên là mỗi cái hai cái kiểu yêu cầu này nó sẽ dùng cho các đối tượng khác nhau, đúng không? Yêu cầu người dùng thì thường dùng cho khách hàng, và hệ thống thì thường dùng cho cho những bên phát triển. Thì ưu điểm và nhược điểm hai cái kiểu này nó bổ trợ cho nhau, đúng không? Và yêu cầu hệ thống thì thường thường chúng ta sẽ được sử dụng cho bước tiếp theo, bước thiết kế, đúng giờ tôi lấy một số cái ví dụ về yêu cầu người dùng cũng như về yêu cầu hệ thống để chúng ta rõ hơn. Với yêu cầu người dùng thì chúng ta hôm trước chúng ta đã làm rồi, đúng không? Với cái product log của bạn ấy, tất cả nó là các cái phát biểu yêu cầu người dùng của chúng ta, các phát biểu, các cái user story ấy, các câu chuyện người dùng, nó chính là yêu cầu người dùng của cái phần mềm của bạn, đúng không? Còn trong thực tế khi chúng ta áp dụng các cái mô hình phát triển khác, mô hình thác nước, mô hình V hay mô hình tiến hóa vân vân, thế thì những cái yêu cầu phần mềm nó có thể được thể hiện dưới những cái dạng thức khác nhau, không 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 phải là các cái câu chuyện người dùng. Chúng ta có thể có những cái phát biểu mà không bị khống chế theo một cú pháp nhất định. Ví dụ như này, đây là tôi có một số cái phát biểu liên quan đến cái ứng dụng cho thuê xe. Và chúng ta giả sử chúng ta đang muốn phát triển một cái phần mềm cho phép chúng ta thuê xe, xe máy hoặc là ô tô để chúng ta di chuyển tại một số cái địa điểm thành phố, đúng không?
thì chúng ta có thể có một cái phát biểu như sau. Ví dụ phát biểu thứ nhất là để đăng ký thuê xe, khách hàng phải cung cấp tên, địa chỉ thường trú, địa chỉ email, ngày bắt đầu, kết thúc thuê xe, địa điểm đón nhận và trả xe, danh sách các loại xe mà họ muốn thuê, thông tin thẻ ngân hàng hợp lệ hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc là tài sản thế chấp có giá trị tương đương. Đó, trong trường hợp mà ta làm mất xe của thì chúng ta phải có cái đền bù đúng không? Thì cái phát biểu số 1 này nó liên quan đến cái tính năng là đăng ký thuê xe và chúng ta cần phải cung cấp những cái thông tin gì. Hoặc là cái phát biểu thứ hai này thì nó liên quan đến cái việc chúng ta khách hàng có thể tạo mới, hủy hoặc là sửa đổi và đăng ký thuê xe. Biểu thứ ba thì chúng ta đề cập đến cái việc là xe có thể được thuê, được lựa chọn hoặc trả lại từ bất kỳ cái điểm nào trong tổng số 650 điểm kinh doanh của công ty trên toàn quốc. Thì đây là với một cái ứng dụng cụ thể, ứng dụng cho thuê xe thì chúng ta có ba cái phát biểu, có ba cái yêu cầu người dùng như này. Tất nhiên là ở đây sau này nó còn nhiều yêu cầu người dùng sau nữa đúng không? Tôi ở đây tôi kể ra ba cái phát biểu đại diện thôi đúng không? Thế còn thấy ở đây trong trường hợp này chúng ta không khống chế về cái cú pháp của một cái câu phát biểu đúng không? Câu phát biểu chúng ta có thể dùng câu dài, câu ngắn đúng không? Câu có thể là câu xuôi hoặc là câu câu bị động vân vân, câu chủ động, câu bị động vân vân đúng không? Thì đấy là trong thực tế như vậy đó. Và khi chúng ta không khống chế như vậy thì cái việc mà chúng ta trong cái giai đoạn tiếp theo khi chúng ta nhận diện các cái tính năng, nhận diện các cái thực thể nó sẽ khó hơn, nó sẽ mất thời gian hơn so với việc chúng ta sử dụng một cái cấu trúc cú pháp nhất định chặt chẽ như là các cái user story. Thì lúc đó thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta, nó sẽ giảm được cái thời gian mà chúng ta nhận diện các cái thông tin, nó sẽ nhanh hơn đúng không? Đó, còn nhìn chung là chúng ta không khống chế cái cú pháp đúng không? Người ta không khống chế cú pháp. Cái bản yêu cầu này thì chúng ta viết cho khách hàng nói, và chúng ta trong trường hợp này người ta dùng ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu khách hàng của các bạn nó là người nước ngoài thì chúng ta dùng các cái, người ta lại đưa ra cái bản yêu cầu nó bằng các cái ngôn ngữ khác đúng không? Đó là cái một vài cái ví dụ liên quan đến cái kiểu yêu cầu thứ nhất, yêu cầu người dùng. Còn yêu cầu hệ thống thì sao? Đúng không? Yêu cầu hệ thống thì chúng ta định nghĩa nó là những cái phát biểu mà có cấu trúc, đúng không? Chi tiết, miêu tả chi tiết, thống nhất, đúng không? Về các cái dịch vụ, các cái chức năng của phần mềm. Thế thì thông thường chúng ta sẽ với mỗi cái yêu cầu người dùng ấy, chúng ta sẽ chi tiết ra, chúng ta sẽ dùng có tương ứng, có sẽ có tương ứng các cái yêu cầu hệ thống. Đó. Ở đây tôi có một cái ứng dụng đặt tour lịch chẳng hạn, đó, và có một cái yêu cầu người dùng như sau đúng không? Đó là ứng dụng cần cho phép lập kế hoạch về các chuyến bay và khách sạn, khách hàng có thể lập kế hoạch cho nhiều chuyến bay cùng lúc, nhiều chuyến đi cùng lúc. Đó. Thì đây là một cái yêu cầu người dùng đúng không? Như chúng ta vừa mới tìm hiểu. Đó, thế thì để chi tiết hóa cái yêu cầu này ra, chính xác hóa cái yêu cầu này ra thì nó có nhiều cách thể hiện nhỉ. Các bạn có thể vẽ một cái luồng công việc, cái workflow đúng không? Theo từng bước đúng không? Các bạn có thể dùng một cái bảng để liệt kê, có thể dùng các cái biểu đồ để biểu diễn đó. Hoặc là có thể chúng ta liệt kê ra chi tiết các cái bước cần thiết cần phải làm để đạt được cái yêu cầu người dùng này. Đó. Vì ở đây người ta liệt kê ra đúng như bước. Đó. Hoặc là chúng ta có thể dùng một cái bảng như này. Đúng không? Chúng ta bằng cái bảng liệt kê ra một số các cái thuộc tính đúng không? Cho cái chức năng, cho cái yêu cầu người dùng. Đó. Như vậy là có nhiều cái cách biểu diễn khác nhau của yêu cầu hệ thống. Đúng không? Đó, thì liên quan đến cái yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống đó. Chúng ta ở đây chúng ta có phân biệt cái sự khác nhau giữa yêu cầu phần mềm
và mục tiêu của phần mềm. Chúng ta có hai cái khái niệm mà chúng ta hay nhầm lẫn. Đó, và thực tế là trong khi chúng ta các kênh nhóm chúng ta viết các cái user story cho blog backlog ấy, là chúng ta nhiều nhóm chúng ta nhầm lẫn giữa hai cái khái niệm này, yêu cầu phần mềm và mục tiêu phần mềm. Thì chúng ta phân biệt hai cái khái niệm này bằng cách chúng ta đặt câu hỏi là cái phát biểu mà chúng ta đưa ra đó nó có thể kiểm chứng được hay không. Kiểm chứng tức là có thể kiểm tra được là chúng ta đã làm đúng hay làm sai hay đã làm được hay chưa. Trong trường hợp nếu mà cái phát biểu đó của chúng ta có thể kiểm chứng được, có tính kiểm chứng được thì chúng ta gọi nó là yêu cầu phần mềm. Còn trong trường hợp nó không thể kiểm chứng được thì chúng ta gọi nó là chúng ta xếp nó vào cái dạng là mục tiêu của phần mềm. Ví dụ như là chúng ta đề cập đến cái tính dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. Ví dụ có một số nhóm chúng ta nói rằng là phần mềm được giao diện của phần mềm nên nên nên, nên dễ sử dụng, thân thiện, đúng không? Thì những cái phát biểu như vậy là những cái phát biểu mà ta những phát biểu cảm tính mang tính chúng ta khó chúng ta không có cái tiêu chí để chúng ta đánh giá, chúng ta không kiểm tra được, không kiểm chứng được, đúng không? Thì lúc đó chúng ta không gọi là yêu cầu phần mềm mà chúng ta gọi là mục tiêu của phần mềm. Đó, để cụ thể hơn thì tôi có một cái ví dụ như sau. Chúng ta có một cái ví dụ để phân biệt hai cái khái niệm này. Giả sử các bạn có mà chúng ta có một cái phát biểu về một cái hệ thống mà chúng ta sẽ xây dựng như sau. Hệ thống nên dễ sử dụng với những người dùng kinh nghiệm và nên được tổ chức theo cách sao cho những lỗi người dùng được tối giản hóa. Đây chúng ta có hai cái yếu tố mà chúng ta không kiểm chứng được. Tức là sau khi mà với cái phát biểu này thì sau khi mà cái chương trình máy tính của chúng ta đã được tạo ra đó thì chúng ta khó kiểm tra được là cái phát biểu này đã đạt được hay chưa, đúng không? Vì nó không có những cái yếu tố để chúng ta định lượng cho đánh giá, đúng không? Làm thế nào để chúng ta đánh giá được là dễ sử dụng, làm thế nào chúng ta đánh giá được là số lỗi của người dùng là tối giản hóa, đúng không? Thì cái phát biểu này chúng ta gọi nó là chúng ta xếp nó vào là mục tiêu của phần mềm, chúng ta không gọi nó là yêu cầu của phần mềm. Được chưa? Thay vì phát biểu như trên, nếu chúng ta muốn đưa ra những cái yêu cầu của phần mềm và để thể hiện cái tính dễ hiểu cũng như là cái số lỗi thao tác của người dùng thì chúng ta có thể đưa ra hai cái phát biểu như sau. Phát biểu thứ nhất đó là người dùng có kinh nghiệm có thể sử dụng tất cả các chức năng của hệ thống sau 2 giờ huấn luyện, đúng không? Đây các bạn thấy là chúng ta có một cái giá trị định lượng là 2 giờ huấn luyện. Thì bằng cách này thì sau này khi mà cái chương trình của chúng ta đó hoàn thành, ví dụ cái chương trình thi thì trắc nghiệm thì online của trường đại học thủy lợi đã hoàn thành, rồi chúng ta đưa cho các sinh viên qua công nghệ thông tin sử dụng, nếu mà có thể sử dụng thành thạo tất cả các chức năng của hệ thống sau 2 giờ huấn luyện thì tức là cái phần mềm cái hệ thống đó cái phần mềm này nó cái tính năng này cái yêu cầu này nó được thỏa mãn, đúng không? Nó đạt được. Còn nếu mà sau 2 giờ huấn luyện mà sinh viên của khoa công nghệ thông tin mà không thể chưa thể sử dụng được hoàn toàn các tính năng của hệ thống thì tức là cái yêu cầu này nó chưa đạt được, đúng nhỉ? Với cái ý định về cái số lỗi tối giản cái số lỗi người dùng thì thay vì phát biểu như trên thì chúng ta có thể phát biểu như sau, đúng không? Sau thời gian huấn luyện này số lượng lỗi trung bình được tạo ra bởi người dùng có kinh nghiệm sẽ không quá 2 lỗi một ngày. Đây là cái lỗi thao tác, đúng không? Chứ không phải là cái lỗi về mã nguồn, đây là lỗi thao tác với hệ thống của người dùng cuối. Đó, thế thì ở đây chúng ta cũng có một cái yếu tố để chúng ta định lượng, đó là cái số lỗi phát sinh theo ngày, mỗi ngày là không quá 2.
Thì đây cũng là một cái yếu tố giúp chúng ta có thể đánh giá được sau này chúng ta đánh giá được là cái yêu cầu này đã đạt được hay chưa, cái phần mềm của chúng ta đã thỏa mãn được yêu cầu này hay chưa. Đúng không? Như vậy là một số cái lưu ý để chúng ta đưa ra những cái phát biểu phù hợp. Chúng ta chúng ta chỉnh sửa lại các cái phát biểu để đúng với các cái yêu cầu, đúng với khái niệm yêu cầu phần mềm. Bây giờ tôi sang cái phân loại thứ hai. Đó, cách phân loại thứ nhất chúng ta chia yêu cầu phần mềm ra thành yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Yêu cầu người dùng với yêu cầu hệ thống. Cách phân loại thứ hai của chúng ta chia yêu cầu thành chức năng và phi chức năng. Đó, thì cái cách phân loại thứ hai này nó cũng khá là trực quan hơn so với cách phân loại thứ nhất. Đó, nếu mà những cái phát biểu của chúng ta nó về những cái dịch vụ, những cái chức năng của hệ thống, đúng không? Đó, chức năng log in, log out này, chức năng thêm sửa xóa sản phẩm này, đúng không? Thì chúng ta gọi những cái phát biểu đó là yêu cầu chức năng. Đó, thì các cái user story của chúng ta nó là các cái yêu cầu chức năng, đúng không? Còn trong trường hợp những cái phát biểu về phần mềm của chúng ta nó không đề cập đến yếu tố chức năng mà nó đề cập đến yếu tố ràng buộc, những cái ràng buộc mà hệ thống và phần mềm cần phải thỏa mãn thì chúng ta gọi là yêu cầu phi chức năng. Ví dụ chúng ta có thể có những phát biểu về độ tin cậy, đúng không? Có những phát biểu về thời gian phản ứng. Ví dụ chúng ta nói rằng là cái hệ thống khi trắc nghiệm của trường đại học thủy lợi đó, cái khoảng thời gian từ khi mà chúng ta có bấm vào cái link ấy, cho đến khi là chúng ta lấy được cái đề về, nó khoảng thời gian trong khoảng 5 giây chẳng hạn, nhỏ 5 giây. Thế thì hệ thống phải đáp ứng được cái điều đó, đúng không? Đó là cái yêu cầu về mặt thời gian phản ứng này. Hoặc là yêu cầu về sao lưu định kỳ, chúng ta quy định là hệ thống phải sao lưu phải phải được sao lưu 3 tháng một lần, đúng không? Thời gian như hoặc là thời gian phục hồi sau khi có sự cố, đúng không? Ví dụ như khi chúng ta đang thi chẳng hạn, thì nếu mà có cái tình huống bị ngắt kết nối, đúng không? Thì hoặc là lỗi xảy ra thì cái thời gian để chúng ta khôi phục lại là trong khoảng 15 phút chẳng hạn. Hoặc là cái ràng buộc về tiến trình phát triển, chúng ta sử dụng cái mô hình phát triển nào, Scrum hay là mô hình thác nước, đúng không? Các cái chuẩn phát triển, các vấn đề về bảo mật bản quyền hoặc là ngôn ngữ lập trình chúng ta được sử dụng, ta chọn chọn sử dụng là gì. Thì đó là một số các cái ràng buộc mà chúng ta có thể đề cập đến khi chúng ta phát biểu về những cái yêu cầu của phần mềm. Thì đó, những cái phát biểu này chúng ta gọi là những yêu cầu phi chức năng. Đó, thì chúng ta thấy là yêu cầu phi chức năng và yêu cầu chức năng nó là hai mặt của một cái bài toán của một cái phần mềm. Hai mặt này nó có bổ sung cho nhau, đúng không? Và để tạo nên một cái phần mềm chất lượng, đúng không? Tôi lấy ví dụ chúng ta hình dung về cái khái niệm hình tam giác chẳng hạn, đúng không? Thế thì chúng ta thấy rằng là giả sử chúng ta quan niệm là ba cái cạnh, ba cái số số nguyên là ba cái chức năng. Thì chúng ta biết rằng là không chỉ không phải tất cả bộ ba số nào cũng là tạo nên hình tam giác, đúng không? Đó. Để tạo được hình tam giác thì bên cạnh ba cái giá trị, ba cái bộ bộ ba số đấy thì chúng ta cần phải có một cái ràng buộc, cần phải có cái yêu cầu, đúng không? Đó là cái tổng của cái hai số phải lớn hơn một số, đúng không? Thì cái ràng buộc kết hợp với bộ ba số đó thì mới tạo thành tam giác, tạo thành khái niệm tam giác, đúng không? Thì tương tự với một cái phần mềm thì chúng ta không chỉ có các cái yếu tố có các cái yêu cầu về mặt chức năng mà chúng ta còn có các cái yêu cầu về mặt phi chức năng.
về mặt ràng buộc đó. Và nhiều khi thì để thỏa mãn được những cái yêu cầu phi chức năng này thì đòi hỏi chúng ta nó còn khó hơn là cái yêu cầu chức năng này. Đó, bây giờ tôi cũng lấy một số cái ví dụ về hai cái kiểu yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng. Đó. Với yêu cầu chức năng thì chúng ta khá là dễ dàng có thể đưa ra các cái ví dụ, đúng không? Như tôi vừa mới đề cập đấy, tất cả các cái user story trong Product Backlog của các nhóm nó là yêu cầu chức năng. Còn với hệ thống, ở đây tôi đưa ra một số cái yêu cầu chức năng của cái phần mềm quản lý thư viện, đúng không? Đó, thì ở đây người ta có thể có một số cái phát biểu về cái hệ thống quản lý thư viện, như là cái tính năng về tra cứu này, số 1 này, tính năng về tra cứu tìm kiếm thông tin này, số 2 là tính năng về lập thẻ độc giả này, thứ 3 là tính năng tiếp cận tiếp nhận sách báo mới này, câu số 4 là cái tính năng mượn sách này, đúng không? Đó, câu số 5 là cái tính năng về 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 đền bù khi mà chúng ta là mất sách, đúng không? Đó, vân vân. Đó, thì chúng ta đây là một vài cái tính năng điển hình của cái hệ thống quản lý thư viện, đúng không? Còn với cái cũng với cái hệ thống này, phần mềm quản lý thư viện này, thì yêu cầu một số yêu cầu phi chức năng như sau, đúng không? Đó. Ví dụ thứ nhất là yêu cầu về sản phẩm, yêu cầu về ngôn ngữ lập trình sử dụng. Ví dụ ở đây người ta yêu cầu là sử dụng, không sử dụng, chỉ sử dụng HTML, HTML thuần, đúng không? Đó. Hoặc là yêu cầu về tổ chức, trong đó là chúng ta, người ta quy định là các cái quy trình phát triển và các cái tài liệu phải được viết phù hợp với cái quy định trong cái tài liệu chuẩn có mã hiệu như này. Hoặc là cái yêu cầu về bảo mật, là không được hệ thống quản lý thư viện này không được tiết lộ thông tin của độc giả cho người vận hành hệ thống, đúng không? Tức là kể cả cái người vận hành hệ thống như thủ thư, đúng không? Cũng không thể cung cấp cái thông tin của độc giả cho cái bên thứ ba, đúng không? Ví dụ thế, thì đây là một số cái yêu cầu có thể có mà cho cái hệ thống quản lý thư viện. Yêu cầu phi chức năng, đúng không? Bây giờ chúng ta có một cái bài tập nhỏ nhỏ ở đây. Các bạn liệt kê một số yêu cầu phi chức năng của cái phần mềm mà các bạn đang phát triển. Bài tập như vậy. Bài tập để kết thúc cái phần này. Kết thúc cái phần số 1 này. Đó là các bạn đề xuất một dự án phát triển phần mềm. Và các bạn lấy luôn cái dự án chúng ta đang làm trong phần thực hành, đúng không? Sau đó các bạn liệt kê ra một số yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Ở đây tôi trên lớp này, trong phần này chúng ta liệt kê ra yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng. Còn các yêu cầu chức năng thì chúng ta đã, các nhóm chúng ta đã làm rồi, trong Product Backlog chúng ta làm cái này rồi, đúng không? Bây giờ các bạn liệt kê thử hình dung và suy nghĩ xem là liệt kê ra một số cái yêu cầu phi chức năng điển hình, những cái điển hình nhé, cho cái dự án của các bạn. Và nhớ là mặc dù đã là yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thì những cái phát biểu đó nó phải kiểm chứng được. Đó, tôi lưu ý với các bạn điều này. Chức năng thì chúng ta chưa liệt kê. Mời bạn Vân, bạn Thảo Vân. Dạ vâng. Em định là sẽ làm cái trang web bán hàng thương mại điện tử ấy ạ. Thì về yêu cầu phi chức năng thì đầu tiên là em sẽ đảm bảo cái bảo mật security, nghĩa là khi mà người ta
người ta ví dụ là security được cái password này, được những cái thông tin liên quan đến ngân hàng hay là những cái thanh toán ấy ạ. Đấy là một cái thứ hai là nhưng mà bạn phải chỉ rõ ra, ví dụ như password ấy, yêu cầu về password thì bạn chỉ rõ như nào để nó bảo mật, liên quan yếu tố bảo mật. À, thì sẽ có cái cơ chế gọi là hash password ạ. Dùng cái thuật toán để hash đúng không? Tiếp theo đấy là mình sẽ đảm bảo về hiệu suất hoạt động, nghĩa là nếu như mà ví dụ như kiểu mình tổ chức là tối hôm nay 7 giờ là sale thì mình sẽ đảm bảo là khoảng 1.000 user vào người ta mua hàng thì cái hệ thống của mình vẫn hoạt động ổn định ạ, không bị sập các kiểu ạ. Số lượng người dùng có thể truy cập trong một thời điểm. Ở đây ví dụ các bạn quy định là 1.000 người, thế thì sau này ví dụ khi kiểm thử đấy, khi kiểm thử nhé, để kiểm tra xem tính năng này đạt được cái yêu cầu phi chức năng này đạt được hay chưa, thì người ta phải kiểm thử viên phải giả lập đúng không? Phải tạo ra một giả lập, tạo ra một nghìn cái request trong một thời điểm và xem là cái hệ thống của chúng ta có chịu được hay không đúng không? Vâng. Nếu mà nó chịu được thì tức là cái yêu cầu phi chức năng này đạt được. Dạ vâng. Cái thứ ba thì em nghĩ là cái gì nhỉ? Cái dễ sử dụng usability ấy, là nghĩa là cái hệ thống của mình phải thiết kế như nào để người dùng người ta kiểu dễ sử dụng và hỗ trợ người ta nhất có thể. Ví dụ như là mình vào giỏ hàng xem khi mà người dùng người ta muốn mua nhiều sản phẩm cùng một lúc thì mình sẽ hỗ trợ là cộng luôn tiền vào rồi một số thứ nữa. Đấy là hỗ trợ cho người ta dễ mua hàng, dễ thao tác trên hệ thống của mình. Ở đây thì bạn chưa làm rõ được cái dễ sử dụng, dễ thao tác như nào đúng không? Đã là yêu cầu của phần mềm ấy, thì chúng ta phải có các cái yếu tố định lượng có thể kiểm chứng được. Ở đây các bạn thấy là tôi gạch chân và làm nổi bật cái cụm từ là có thể kiểm chứng được đúng không? Thì chúng ta như lúc nãy có một cái ví dụ về về để phân biệt yêu cầu phần mềm và mục tiêu của phần mềm ấy. Thì những cái phát biểu mà bạn vừa mới nói thì nó là mục tiêu của phần mềm, nó chưa phải là yêu cầu phần mềm. À, nghĩa là về kỹ hơn ạ. Phải rõ ràng hơn thì người ta mới đánh giá được chứ đúng không? À, dạ vâng. Hoặc là cái phát biểu về liên quan đến cái bảo mật ấy, thì chúng ta có thể thôi đúng không? Chúng ta quy định là chúng ta sử dụng thuật toán mã hóa là gì đúng không? Hoặc là về ví dụ cái độ dài của mật khẩu, thì thông thường khi một số hệ thống mà các bạn tạo cái mật khẩu đó, thì họ yêu cầu là cái độ dài của mật khẩu tối thiểu là 8 ký tự đúng không nhỉ? Và có một cái ký tự viết hoa này, có ký tự đặc biệt này đúng không? Không có ký tự trắng ở đầu đúng không? Ví dụ thế. Có phải rõ ràng? Và nó phải rõ ràng như vậy thì sau này kiểm thử viên đúng không? Thì để họ kiểm tra, kiểm thử đấy. Kiểm chứng được, nó phải kiểm chứng được, tức là để kiểm thử viên họ phải kiểm tra được là đúng đúng hay sai đúng không? Thì họ lúc đó thì họ mới có thể xây dựng được các cái ca kiểm thử để chứng minh rằng để kiểm tra các yêu cầu phi chức năng này đúng không? Còn nếu chúng ta mà nó không rõ ràng, nó còn chưa rõ ràng thì họ không thể xây dựng được các cái ca kiểm thử. Rồi, bạn Vân, tôi mời thêm một bạn nữa đi, rồi chúng ta hết nữa. Mời bạn Tâm đi, Ngô Đức Tâm này. Cái này các bạn cũng phải nêu rõ ra là sử dụng màu gì đúng không? Chúng ta nói đơn giản. Rồi, chúng ta phải ghi rõ màu lên đấy đúng không? Thì lúc nào khi người ta kiểm thử giao diện đấy đúng không? Thì người ta nhìn xem là người thực kiểm thử viên người ta nhìn xem là có đúng là các bạn dùng màu như vậy hay không đúng không?
Vâng, đó thì các bạn bố trí sắp xếp bố cục theo hình chữ E đúng không ạ? Như thế. Đó. Ừ. Cái việc các nói bạn nói nhất quán đó thì cũng, cũng đồng ý, cũng có thể là một yếu tố phi chức năng, vì nếu mà người ta kiểm tra xem kiểm tử viên người ta thấy rằng là giữa hai cái trang mà nó không màu sắc không giống nhau chẳng hạn đó, và bố trí theo không theo cái hình chữ E như bạn vừa nói đó, thì người ta thấy là nó không không có tính nhất quán, thì người ta cũng có thể, cái đấy cũng là kiểm tra được đúng vâng, cảm ơn bạn Tâm. Chắc là chúng ta vâng, mời nốt bạn Thảo đi ạ. Phương Thảo đi. Vâng, thì nếu mà đối với trang chủ, bọn em sẽ làm cái web về website bán các thiết bị điện tử ạ. Thì Vâng. đối với cái yêu cầu, đối với cái giao diện trang chủ ý ạ, thì ví dụ như mà mấy cái đơn giản cụ thể như kiểu mà di chuột vào, thì cái chuột lúc mà vào cái nút nào đấy thì nó sẽ kiểu thay đổi hình dạng, hoặc là khi mà nhấn vào cái nút nào đấy thì nó sẽ hiện cái giao diện tương tự ra ấy ạ. Ví dụ như nhấn vào cài đặt thì nó sẽ hiện cái giao diện của cài đặt. Đấy là em nghĩ đấy cũng là một cái yêu cầu phi Các chức bạn cũng phải quy định rõ ra, ví dụ như là cái không chữ này là ví dụ Times New Roman đúng không, vừa kích thước là 10 đúng không, 12 cái đường, chúng ta phải chỉ rõ ra thì lúc đó thì kiểm thử viên họ mới biết được là đã được hay chưa, hoặc là như bạn nói là di chuột vào đúng không, thì ví dụ như là cái ký hiệu của chuột, của con chuột ấy, khi mà di vào thì nó sẽ là ký hiệu gì đúng không, biểu tượng gì, thì chúng ta cũng phải đề cập rõ ra, vì nó phải như tôi lại nhấn mạnh lại đó là nó phải biết được là chúng ta đã làm đúng hay chưa đúng không kiểm đó. Đó là một số cái, cũng là một cái yêu cầu phi chức năng về cái giao diện người dùng đúng không. Vâng, cảm ơn bạn Thảo. Thì vừa rồi chúng ta có đề cập đến một số cái yếu tố thông qua các bạn ấy phát biểu đúng không? Chúng ta có một số cái yếu tố về mặt phi chức năng, thì ở đây thì trong slide thì các bạn thấy là chúng ta có một cái cây phân loại để các yêu cầu phi chức năng, chúng ta có thể chia thành yêu cầu sản phẩm, của tổ chức, của bên ngoài, để cây phân loại chúng ta có thể dựa đều để chúng ta liệt kê ra các yêu cầu phi chức năng một cách đầy đủ đúng không? Và hôm nay tôi kết thúc cái và kết thúc cái phần số 1 của cái bài về đặc tả yêu cầu ở đây đúng không? Sang cái bài nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu một quy trình để chúng ta đưa ra được tài liệu đặc tả yêu cầu, thì sau phần sau nhé. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây ạ.